Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking nè. Hôm nay câu mà biết ạ, các bạn đã coi được chưa? Mới tiết lộ ra luôn nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi câu. À, mình chạm mini game hồi sáng đã. Bạn đầu tiên sẽ nhận được một cái e-ball nha. Bạn thứ hai nhận được cái ba lô 48 kim cương. Coi thử là bao nhiêu lượt của mình hồi sáng nha mọi người. 300 lượt của mình nha. 312 nè. Ok, bây giờ mình sẽ lấy nha. Hi Anh nè, rồi Hi Nga nha. Nhưng mà em phải comment chữ Vũ Viking nữa mới được. Mọi bạn có tên game nhưng mà không có chữ Vũ Viking, không hợp lệ. Tiếp tục. Bạn này cũng không hợp lệ luôn. Ủa, cho nên là mọi người nhớ lưu ý bình luận cho hợp lệ nha. Rồi, bạn đầu tiên đó là bạn Đan Linh nha. Bạn này sẽ trúng cho mình một cái iPod mới đó các bạn ơi. Một xíu mình sẽ review những cái món đồ mới cho mọi người xem. Tiếp tục luôn nha. Rồi, bạn này thiếu chữ Vũ Viking rồi. Không được, chưa hợp lệ nha. Bạn này cũng vậy luôn, thiếu chữ Vũ Viking. Bạn này cũng vậy luôn. À, sao em không vào nhà được á? Nope. Một xíu nữa anh sẽ hướng dẫn cho em luôn nha. Rồi, bạn này được nha mọi người. Đó là bạn chiêu cùng tôi nha. Rồi, bạn Sukutit sẽ nhận được một cái iPod. Và bạn tiếp theo sẽ nhận được một cái ba lô ha. Đó là bạn Yến Nhi đúng không? Rồi, bạn nào muốn nhận nữa thì để lại bình luận phía bên dưới nha. Đừng quên là phải có chữ Vũ Viking nha các bạn. Điều kiện là phải like video này, đăng ký kênh nữa ha. Và mini game lần này đó là các bạn thử đoán thử là con bọ ngựa này bao nhiêu mm. Gợi ý cho các bạn là từ 60 cho đến là 80. Ngày hôm nay sẽ có sự kiện câu hợp bí ẩn đấy nha mọi người. Các bạn trong group đã câu được rồi nè. Mọi người đã câu được chưa? Để mà câu được cái này á thì các bạn câu bóng 1, bóng 2, bóng 3 nha. Và ở khắp mọi nơi luôn, ở đâu các bạn câu cũng được hết. Mới có gì bên trong đây? Cái mũ đi các bạn. À, được cái mũ luôn này. Trời đất ơi, nói mũ được mũ luôn. Thì trong 3 món đồ thì cái mũ xịn nhất nha mọi người. Mũ là VIP ha. Mở mở. Áo hoặc là dép, áo hoặc là dép. Wow, my god. Được cái áo luôn các bạn ơi. Rồi, và khi câu được nhiều hộp bí ẩn rồi các bạn mở ra được nhiều đồ hải cẩu á thì các bạn sẽ nhận được một bộ trang phục như thế này nha. Đây, đây là nguyên một set đồ hải cẩu luôn nha mọi người. Đầu tiên đó là cái mẫu hải cẩu nè. Tiếp theo là bộ đồ. Tiếp theo nữa là đôi giày ha. Đấy, rất là dễ thương luôn. Các bạn hãy mau chóng đi câu đi nha mọi người. Còn nhớ là bóng 1, bóng 2, bóng 3. Và để ý là những cái con cá là mà kéo lâu á thì chắc chắn đó là hộp bí ẩn luôn. Rất là dễ thương luôn nha mọi người. À, nguyên một bộ đồ dễ thương chưa nè. À, để mình review cái mới cho mọi người. Đầu tiên là cái iPod mà hồi nãy á mình tặng cho mọi người á thì là cái này nha. Đấy, cái iPod này các bạn. Đấy là cái tai nghe, đấy chữ tai nghe không dây đó các bạn. Tiếp theo là cái ba lô. Đấy, cái ba lô 48 kim cương mà hồi nãy mình đã tặng cho mọi người đấy. Thì nó sẽ như thế này nha các bạn. Dễ thương ha. Cùng với đó là trong cửa hàng trang phục các bạn ơi sẽ có nhiều đồ mới lắm luôn. Đặc biệt là bộ đồ này. Wow. Bộ đồ này mà 135 thỏi vàng cho mọi người. Hơi bị xinh xỉu luôn ha. Tóc mới nữa nè. Xinh xỉu cho mọi người. Xinh xỉu chưa. Trời ơi, mắc nhất là cái hai cái búi tóc ấy. 70 thỏi vàng. Kinh khủng thiệt chứ. Rồi cũng có tóc nam đó nha các bạn. Các bạn làm thiếu tóc nam thì có thể là vô đi mua nha. Tóc nữ cũng có nữa nè. Mới nè. Tai nghe nữa nè. Tai nghe này thì các bạn không nên mua, bởi vì ngày mai điểm danh thì các bạn sẽ nhận được tai nghe màu hồng rất là đẹp luôn. Tai nghe có 3 loại tai nghe mới luôn. Tóc mới. Rồi cái đồ iPod trong đây cũng có luôn nè. Đấy, mọi người nào muốn thích thì có thể là vô đi mua nha. Còn nội thất mới hình như là không có nha mọi người. Nội thất mới không có nha. Hôm nay thì các bạn bị cái tình trạng vào nhà không được để mà đặt cái radio làm nhiệm vụ đúng không? Để mình nhắn cho lại thử được không nha. Không được nha mọi người, nó bị lỗi sai. Vậy là do cái khu vực ở server Việt Nam nó đầy rồi. Tại vì bữa nay ai cũng đi làm cái nhiệm vụ đặt cái radio ở nhà để mà hoàn thành hết. Cho nên là ở Việt Nam sẽ không về nhà được nha. Bây giờ mình... Ôi, về nhà được luôn rồi nè. Nếu mà các bạn bị lắc thì mình cũng có cách để mà hướng dẫn cho mọi người nha. Còn hiện tại nếu mà các bạn đợi được thì các bạn vào nha. Còn thôi là các bạn bút cho mình một vé đi nước ngoài thì các bạn sẽ về nhà được. Đây, hiện tại là mình về nhà luôn nhưng mà vẫn còn bị lắc lắm nha các bạn. Không vô nhà được. À, rất là lắc luôn, rất là chậm. Ôi, ló một hồi luôn mới vô được. Đấy, ló một hồi luôn mới vô được. Rồi, nếu như mà các bạn vào nhà mình không được á, chắc chắn là Việt Nam nó sẽ lắc. Tại vì tối này, tối hôm nay thì mọi người tham gia game rất là nhiều luôn để mà chơi. Cho nên là mỗi lần mà có sự kiện hay gì á thì mọi người không nên là ở Việt Nam nha. Lắc lắm đó không? Bây giờ mình ra Malaysia cũng khó đó nè. Chuẩn bị chắc đít game luôn á. Hên quá, nhảy rồi. Cho nên là mọi người nếu mà mỗi lần cập nhật thì đừng có nên ở Việt Nam. Mình sẽ đi qua nước ngoài ở nha.
chừng nào cặp, cho nên là mọi người hãy chạy bút cho mình một cái vé máy bay. Đây, bút cho mình một cái vé máy bay nha. Rồi lựa chọn cho mình một cái phố nào đó. Rồi các bạn qua đi qua phố khác nha, phố Á nè, phố Mỹ nè, phố Âu nè. Các bạn nào qua phố nào được thì cứ qua. Đó, qua mấy cái phố đó thì về nhà là vô tư luôn, sẽ không bị lắc nữa. Đấy, hiện tại là mình qua phố Á nha mọi người. Đây, mình về nhà cho mọi người xem nha. Rồi, nhắn về nhà này rất là nhanh luôn. Ở Việt Nam nó lắc kinh khủng khiếp, kinh hồn. Hên quá, mọi người, cho nên là mọi người nhớ đi qua nước ngoài. Qua nước ngoài về nhà nhanh còn lại lắm. Tại vì hôm nay mọi người làm cái nhiệm vụ mà đặt cái đồ này ra nè, cái máy nghe nhạc ra để sử dụng này các bạn, để hoàn thành á. Thì mình cũng nghe nói nếu mà các bạn về nhà không được mà muốn hoàn thành nhiệm vụ đó thì các bạn lấy cho mình cái lồng đèn ra nha, lấy cái lồng đèn ra, cái lồng đèn ma vừa vừa đó mọi người. Đây, cái lồng đèn này ra, lấy cái lồng đèn này và các bạn sử dụng thì hình như nó cũng hoàn thành nhiệm vụ á. Các bạn lưu ý nha, nghe nói là hôm nay trường học có nhiều cái thú vị lắm, vô xem nha các bạn. Đầu tiên khi mà vào trường học rồi, các bạn hãy chọn cho mình học sinh hoặc là học sinh mới, giáo viên thôi nha, để mà tham gia những cái nhập vai trong đây nha các bạn. Đây 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 rồi các bạn ơi. Thì các bạn muốn nhập vai ai thì nhập vai nha. Đầu tiên đó là hoặc giáo viên nè, nhắn vô. Wow. Đấy, thì các bạn sẽ biến thành hoặc giáo viên. Rồi, tiếp theo các bạn muốn làm vận động viên, nhấp vô. Wow. Các bạn sẽ trở thành vận động viên. Trời ơi, hết sức dễ thương luôn. À nhỏ anh, hello 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 em. Còn nhập vai ai nữa không ta? Hiện tại là mình mới phát hiện ra hai nhân vật này thôi nha, để mình kiếm thử là còn nhân vật gì nữa không. Rồi, hình như là nó chỉ trong có nhà thi đấu thôi các bạn ơi. À, cầm mấy cục tạ nữa nè. Giữ không mọi người, giữ không. Trời hơi tối nha. Trời hơi tối nha các bạn, cầm bóng rổ chơi nữa nè. Ném. Úi trời. Bóng rổ đâu. Ném trên kia luôn nha, xem thử ném được không nha mọi người. Ôi trời. Chơi bóng rổ mới lại chơi tạ được nè mọi người. Vô đây chơi. Được á. Đây rồi. Kỹ năng của mình nè các bạn xem nè. Ôi trời ơi, xém chút nữa. Nhưng mà cái tên nó che mắt nó đi rồi. Để mình dạng cái màn hình ra nha. Đây. Dạng cái màn hình ra nè. Vô nè mọi người. Ghê chưa. Wow. Ngay cái chỗ đó luôn. Ghê chưa mọi người. Còn cái gì để chơi nữa không? Đó, mình chỉ mới phát hiện được hai cái đó thôi. Bạn nào phát hiện được cái gì nữa thì bình luận phía bên dưới nha. Vô đây nhận bộ đồ miễn phí. À, để mình đi ra ngoài coi thử là còn giữ không. Ui, ấy da, còn giữ, ấy da, biến mất rồi. Tưởng đâu còn giữ chứ, biến mất luôn rồi nè mọi người. Cho nên là mọi người nào muốn lấy cái bộ đồ đó vô trường học chơi nha. Rồi, các bạn đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Có gì mới thì mình sẽ cập nhật liền cho mọi người nha. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nha.